Phương tư vấn giúp chị bộ đôi này, cái kẹo Pro nó có tác dụng gì? Dạ chị Bảo Bối ơi, cũng vì chị mà em sẽ làm một cái video clip này, và sẽ là đây là cái bảo bối của Phương. Và chị bảo bối này á, là bảo bối này nè, là cũng là cái chị khách quen của Phương. Chị đó trước đó là dùng kẹo táo và bây giờ là đã đạt được cái căn ký mong muốn rồi. Bây giờ là chị muốn giảm thêm những cái vòng bụng, và chị đang hỏi là cái này nó có tác dụng gì. Thì thật sự là hai cái bộ đôi này, cái bộ cặp này nè, nó cũng sẽ có một cái tác dụng như nhau, là nó sẽ chuyên về cái vùng bụng cho chúng ta nha cả nhà. Kẹo táo của mình á thì nó sẽ chuyên về vùng cánh tay nè, vùng nọng cằm nè, hoặc là vùng bụng nè, là gọi là toàn thân. Còn đối với cái loại này nè cả nhà, thì nó sẽ chuyên về cái vùng bụng nha cả nhà, chuyên sâu về vùng bụng luôn. Đối với cái kẹo Pro này nè, nó hay ở một chỗ đó là nó sẽ, thứ nhất là nó sẽ tan cái mỡ bụng cho chúng ta, nhất là mỡ cái bụng vùng dưới nha cả nhà. Cái thứ hai nữa là nó sẽ thải những cái mỡ nội tạng. Cái thứ ba nữa là hay nhất của nó đó cả nhà, là nó sẽ thải những cái độc tố nha cả nhà ha. Nó sẽ thải những cái độc tố trong cái người của mình ra. Thường á là khi mà chúng ta, con người chúng ta ai ngày nào cũng đi vệ sinh hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi vệ sinh chắc chắn rằng nó sẽ không hết nha cả nhà. Nó sẽ không hết phân. Nên á khi mà chúng ta đi vệ sinh nó sẽ còn ít phân trong người của mình. Lâu dần nó tồn đọng lại, nó sẽ tích tụ lại thành độc tố. Và khi mà cái độc tố đó mà nó tích tụ nhiều trong cái cơ thể của mình á, thì nó sẽ làm cho cái da của mình sạm đi, nám đi, xấu đi nha cả nhà. Ngày hôm nay chúng ta dùng á thì nó sẽ, nói chung là nó sẽ thải bớt những cái độc tố đó ra. Hơn nữa là độc tố mà nó tích tụ nhiều á thì nó sẽ làm cho cái bụng của mình nó phình ra. Có rất là nhiều chị không có mập nha cả nhà, rất là ốm luôn, nhưng mà cái bụng lúc nào cũng như là mang bầu 3 tháng vậy đó. Có không cả nhà? Là do cái bụng của mình nó bị tích tụ rất là lâu luôn rồi. Ngày hôm nay khi mà mình dùng những cái này nè, nó sẽ thải độc cho mình. Cái thứ nhất là cái da của mình nó đẹp, cái thứ hai nữa là cái vùng bụng của mình, nhất là vùng bụng dưới nè, nó sẽ sạch hẳn luôn cả nhà ha. Và cái thứ tư của cái sản phẩm này đó là nó sẽ giúp tăng cường, nói chung là hiệu quả hơn cho những cái sản phẩm khác đi kèm với nó. Ví dụ như khi mà chúng ta dùng kẹo táo mà đi kèm với lại cái kẹo Pro thì nó sẽ giúp trị lờn nha cả nhà, và nó tăng cái hiệu quả của cái kẹo táo lên gấp 2, gấp 3, gấp 4 lần. Hoặc là ví dụ như mà chúng ta dùng cái detox nâu đi mà chúng ta đi kèm với lại cái kẹo Pro như thế này nè, thì nó sẽ tăng cái hiệu quả của detox nâu lên gấp 2, gấp 3, gấp 4 lần rất nhiều so với cái việc mà chúng ta chỉ dùng cái detox nâu này không. Cả nhà hiểu chưa? Còn nói chung là khi mà đối với Phương đó cả nhà, Phương bán gì Phương xài cái đó, và Phương xài cái gì Phương bán cái đó, nên tất cả mọi người yên tâm. Đây là những cái viên mà thường là buổi sáng Phương sẽ dùng cái kẹo Pro. Nếu mà đúng luôn cả nhà, chúng ta sẽ dùng kẹo Pro buổi sáng và cái detox nâu chúng ta dùng buổi tối. Nhưng mà Phương vẫn hay nói với tất cả mọi người, Phương có một cái tính hay quên, nên Phương sợ rằng Phương quên cái kiểu đó mà gần Tết rồi. Nói chung là Phương lại ăn uống vô số độ nữa. Lúc trước là khoảng 6 giờ, trước 6 giờ tối Phương không bao giờ ăn. Nhưng mà bây giờ cái kiểu giống như là Phương hay live stream nó nhiều, nhất là live stream vào ban đêm, nó mất sức lắm cả nhà. Một lần mà chúng ta nói như thế này nè, nó mất sức rất cực kỳ luôn. Nên phải ăn, mà một lần mà khi mà ăn cái kiểu đó mà ăn đêm á, ăn đêm nhiều là nó mập lắm. Nó nhanh mập lắm, nên nhưng mà bắt buộc nghề nghiệp thì phải chịu thôi. Vừa ăn xong mà lại không có thời gian để mà tập gym, không có thời gian tập thể dục yoga, cũng chả có thời gian để mà ăn kiêng hết, thì phải dùng những sản phẩm bổ trợ như thế này, và phải dùng những cái hàng mà đúng chất lượng nha cả nhà. Và cái detox nâu của Kawan là cái sản phẩm mà Phương tin dùng xưa nay luôn rồi. Phương dùng xưa nay luôn chứ không phải là bây giờ. Đối với cái detox nâu này nè, mình dùng suốt đời được luôn nha cả nhà. Càng dùng á nó cũng giống như cái kia thôi, nó sẽ thải độc tố nè, nó sẽ tan cái mỡ bụng cho mình nè. Và đặc biệt á, đối với cái này nó hay cái là nó sẽ cung cấp rau củ quả cho mình luôn. Mình uống 2 viên của nó thôi là bằng mình ăn 1 kg rau củ quả đó cả nhà. Hai viên cái detox nâu nè, bằng ăn 1 kg rau củ quả. Và cái đặc biệt cái là cái này nè, nó sẽ giúp cho mình tăng cường cái tế bào sống, giúp cho cái da của mình á, mình càng uống nó càng hồng hào nha cả nhà, rất là hồng hào luôn. 1 viên, 2 viên, 3 viên. Đó chị Bảo Bối ơi, công dụng của nó là nó chủ yếu là để nó siết cái vùng eo nha cả nhà, nó siết cái vùng eo. Nếu mà nói về cái gọi là giảm toàn thân thì cái kẹo táo là ok nhất, nhưng mà nếu mà nó mà giảm vùng eo với lại tăng cường cái tế bào sống, giúp cho cái da dẻ của mình nó hồng hào, nó xinh đẹp, thì cái kẹo Pro cũng như là cái detox nâu là ok nhất. Và nhất là detox nâu này nè, những ai mà chúng ta ít ăn rau củ quả đó cả nhà, ít ăn rau củ quả hoặc là chúng ta kiểu như là chúng ta ít ăn trái cây rồi đó, thì chúng ta cứ dùng cái detox nâu này là tốt nhất. Hoặc là tất cả những cái anh đó, đàn ông á, người ta ví dụ như là người ta không quan mang, người ta không biết là người ta sẽ dùng cái gì để mà nó trị cái vùng bụng cho người ta, thì cái detox nâu này là cũng là ok nha cả nhà. Và kết hợp với lại cái kẹo Pro này để nó trị lờn, nó không có lờn nữa cả nhà. Có những người cái cơ địa của người ta nó mở nó lâu quá rồi đó, thì nó sẽ cho mình kết hợp với lại cái kẹo Pro, hai cái này nó đi nhau đâu với nhau, nó sẽ giúp cho cái vùng bụng của mình nó thon hẳn luôn nha cả nhà, rất là thon. Và cái này là bảo bối của tất cả mọi người, nhớ là chúng ta sẽ chăm da nha cả nhà, chăm da và giữ dáng gần tới Tết rồi. Và gần tới Tết rồi những cái sản phẩm này bán cực kỳ chạy luôn, không có đủ hàng để bán nha cả nhà. Và nếu mà mua hàng á, ở ngoài thị trường nó hàng tràn lan nhiều lắm, nhưng mà Phương là giám đốc ở bên Kawan, nên tất cả mọi người có thể là yên tâm khi mà sử dụng cái sản phẩm từ Phương. Cái đó để đó là Phương cam kết, nếu mà Phương phát hiện ra mà hàng giả hàng nhái gì đó, Phương đền 100 triệu, đền ngay 100 triệu ngay và luôn, được không ạ? Ok chưa? Ok luôn.